chính xác, giỏi. Cái này chính là cái lúa này đúng không? Đây, cái lúa này như thế nào đây? Người ta đi bắt lúa. Đi qua đây. Qua đây nào. Cái lúa này. Cái này cái gì đây, vô. Mình đang theo chân các bạn trẻ đi làm nông. Đây là bạn Kiều Anh đúng không? Rất là xấu gái. Tua lắm này. Cái gì? Tua lắm. Cái gì đó? Hướng dẫn viên đang hướng dẫn các bạn trẻ đi làm nông. Cái gì? Cái gì ăn tua lắm này. Ăn được cái lá của nó luôn nha. Cái gì? Bây giờ ăn đi chua lắm. Bây giờ ăn quả cóc chưa? Quả cóc ơi. Quả cóc. Ừ, quả cóc. Có quả cóc ơi. Quả cóc. Không biết quả cóc không? Nóng. Rồi, đi qua đây hái rau đi. Quả cóc vậy. Quả không cho rau à? Nè, nè, nè kia không? Chú chỉ các bạn cách hái rau muống này.